Xin chào mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu mọi người một cái mẫu máy cắt cỏ của hãng Komatsu Genoa. BCZ315 các bạn nhé. BCZ315 và BKZ. BKZ315. Made in Japan. Nói chung hai con này là nó thuộc vào cái dạng là hàng trưng bày ở bên Nhật các bạn nhé. Hàng trưng bày của bên Nhật và được bên mình lấy về qua cái kiểu hàng bãi các bạn ạ. Nó lấy qua kiểu hàng bãi và con nọ trồng lên con kia cho nên là nó bị chảy xước mất một chút. Cái phần vỏ nhựa thì nó có bị vỡ mất, gãy mất một hai cái nan. Thế nhưng mà nó nói chung là nó không ảnh hưởng gì. Khá là ok các bạn nhé, rất là đẹp luôn. Bọn này thì 31cc, 31cc và lòng của nó là 36 ly các bạn nhé. Khá là đẹp luôn. Bộ giật thì là hai trong hai con này thì nó có một con có bộ giật trợ lực và một con không. Đây các bạn có thể thấy là cái chộp giật trợ lực ở bên ngoài thì là nó rất giống nhau, y xì như nhau nhé các bạn nhé. Thế nhưng mà còn lại bên cấu tạo bên trong ấy thì là một con trợ lực và một con lại không trợ lực, các bạn có thể thấy này. Nè, con này thì là cái chữ của nó in chéo này. Sở dĩ cái hàng này thì là nó lại được sản xuất, được thiết kế cho một cái máy, một cái loại máy khác. Hình như là nó được thiết kế cho máy bơm nước hoặc là máy một cái máy chuyên dụng gì đó, chứ không phải là thiết kế cho máy cắt cỏ các bạn nhé. Ban đầu tiên ấy, nó không được phải là lắp đặt cho máy cắt cỏ. Thế nhưng mà bên mình nhập về thì chỉ là nhập được mỗi hai cái đầu thôi các bạn nhé. Nhập được mỗi hai cái đầu thôi, nó còn rất mới. Và bên mình đã lắp cái cần máy cắt cỏ bãi vào. Nên các bạn có thể thấy được cái cần máy cắt cỏ bãi này. Con này được lắp cái cần của hãng Honda nhé, Honda Nhật ấy. Được lắp cái cần GX25 của Nhật vào. Con kia thì được lắp cái cần của hãng mình không để ý, nhưng mà hình như của hãng Mitsubishi thì phải. Đây. Các bạn có thể thấy được là cái máy này nó mới như nào. Mình có thể nói được cái con này nó là hàng trưng bày ở bên Nhật, hoặc là nó lắp vào nó xài nước thôi và nhập về qua hàng bãi. Các bạn nhìn này, nó mới không, mới nguyên luôn này. Cái tum, cái sơn nhũ của nó ở cái ấy này nó vẫn còn này, rất là đẹp luôn. Thì hàng về qua hàng bãi thì nó bị gãy mất một vài cái nan này các bạn nhé, cả hai con. Thực sự là con nọ nó đè vào con kia và nói chung là cái đầu máy thì nó bị xếp cùng với cái đống của máy cưa ấy các bạn. Những cái nam của cái máy cưa hoặc là nói chung là của những cái đồ hàng bãi ấy, nó chọc vào. Hàng về thì là thực sự là nhập cho hàng bãi thì nó chất thành đống, thành núi, nó chồng lên nhau mà. Thế cho nên là cái nan ấy thì là nó chịu lực thì nó hơi kém thì nó bị gãy. Đấy không sao. Con này thì nó thiết kế kiểu này cho nên là nó thực chưa không biết nó thiết kế cho một cái máy chuyên dụng gì. Thì là cái ống xả của nó khi lắp vào cái máy cắt cỏ thì nó ống xả nó xả ngược lên trên các bạn nhé. Đây các bạn này, ống xả nó xả ngược lên trên. Ví dụ như chúng ta mà muốn sau này muốn nó xả sang ngang này hoặc xả đằng sau này thì chúng ta chế các bạn nhé. Chúng ta hàn lại cái, chúng ta chế lại cái ống xả này. Tùy chúng ta, khi mà chúng ta mua về thì chúng ta muốn chế kiểu gì chúng ta chế. Này, rất là đẹp nhé.
Đây các bạn có thể nhìn thấy cái bô xả của cái con này hầu như nó chưa sử dụng các bạn, không thấy bị han gì gì. Mình đoán bọn này nó là hàng trưng bày ở bên đấy hoặc là cái hàng mẫu, hàng biết gì nó đến lúc là nó thanh lý. Này các bạn nhìn thấy ống xả của nó, đề tem của nó đây các bạn nhé, GZ30N. Xem cái tem của con này nào. Đấy, con này cũng thế, hai con này thì là giống nhau. Dung tích xi nhan của nó vào khoảng là 30 hoặc 31 ly. Mã của nó là 315 này. 30 hoặc 31 ly, 31 30 hoặc 31 ly gì đó. Thì chúng ta có thể là tra cái mã của con động cơ này, nó ra trên mạng thì nó ra dung tích chính xác các bạn nhé. Nhưng mà nó vào khoảng 30 31 ly, à 30 31 cc, lòng 36 ly. Riêng bọn này ấy, thì cái chế của nó thì là mình nhìn thấy mới mới keng sa beng luôn ạ. Trong hai con này thì có một con này nó có một cái mặt che ở phía đằng trước ấy nhá. Còn con này thì nó không có cái mặt che đằng trước. Đấy. Để mình tháo cái boe này ra để cho các bạn xem nó là con chế nào nhá. Boe nó có một cái con ốc bằng tay bằng cán bằng nhựa này, rất là dễ bạn này. Cái cụm dây ga nối ở đây ấy, thì nó có cái ống chụp với các bạn nhé, cái mũ chụp với nhá. Đấy, xịn không? Mũ chụp vào đây này. Cái chế mới mới cứng luôn này. Mình xem chữ của chế là chế gì nào. Chế One Pro các bạn nhé. Chế đời mới của One Pro. Đấy, hình như con này loại này là loại chế hai họng rồi phải. Loại chế đời mới này là chế hai họng. Nó có hai họng và bùng đốt các bạn nhé. Này, nhìn mới không? Mới cứng luôn ấy. Rất là mới. Đấy, nó có một cái miếng chụp này. Đấy. Rất khít, rất chắc chắn này. Loại này nó có dây điện chờ sẵn ở đây các bạn nhé. Thì chúng ta có thể là lối dây điện lên tay cầm, hoặc là chúng ta chế một cái công tắc ở đây, chúng ta đấu một cái công tắc ở đây, bắt một mát, một dây vào mát và một dây vào cái công tắc. Cả hai con đều cấu tạo như nhau. Đây dây điện chờ đấy các bạn này. Nói chung cái loại này là của Komatsu Genoa thì là nó là cực xịn rồi. Loại này động cơ của Komatsu Genoa thì khỏi phải bàn. Hàng Nhật. Con này nó là loại đời mới, nó có rất nhiều những cái thiết kế cải tiến. Cái thứ nhất đó là cái chế của nó là chế hai họng các bạn nhá. Cái thứ hai nữa là nó có cái cảm biến nhiệt ở đây này các bạn này. Nó có cái cảm biến nhiệt nó gắn vào một cái bộ hơi này. Rồi điện thoại mình sắp hết pin rồi, mình sẽ lổ máy luôn cho các bạn, không là nó hết pin mất nhá.